trời sinh nhật là thứ chín của ma chuẩn bị bắt đầu sau 3 phút nữa. Hay sau đây, ma tổ chức kính mời quý vị, các chị và các bạn vui lòng di chuyển vào khán phòng để chương trình tổ chức đúng giờ quy định. Xin chân thành cảm ơn.